Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là cuốn thư câu đối vũ vụ mẫu long hóa mai, hay còn gọi là cuốn thư mai điểu, được sơn son thiếp vàng Đài Loan, chuẩn bị bàn giao cho khách ở Thanh Hóa. Và đây toàn bộ là chữ nho chúng tôi sơn then, toàn bộ chữ nho là chữ nho của khách hàng yêu cầu. Thì cuốn thư này chúng tôi chạm ba chữ là phụng tổ đường ở bên trong, và bên ngoài thì chúng tôi sơn son thép vàng, ba chữ nho phụng tổ đường là chúng tôi sơn then và có dịch phụ đề phía dưới cho quý khách hàng dễ hình dung. Và kích thước của chiếc cuốn thư này là dài 1m97, chiều rộng 97 và chiều dày là 5 phân. Phía trên thì chúng tôi đục long hóa, phía dưới chúng tôi đục hổ phù. Quý vị đang chiêm ngưỡng đây. Chữ nho là chúng tôi sơn đen hay còn gọi là sơn then theo như cổ các cụ ngày xưa, lối cổ đấy. Và đây là câu đối long hóa cũng được sơn son thiếp vàng. Thì câu đối bên phải chúng tôi chạm là bách thế bản chi. Bách thế bản chi thừa kế tổ, và bên trái là thiên thu hướng hòa tọa đăng quang. Toàn bộ đây là chữ nho do gia đình yêu cầu thì chúng tôi sẽ làm đúng với yêu cầu của gia đình. Phần đầu thì chúng tôi đục đầu long hóa và phía dưới chúng tôi đục lãng hoa, cũng là một mẫu rất mới trên thị trường hiện nay. Đó là câu đối đầu long lãng hoa kết hợp với cuốn thư long hóa mai. Video thì đang được quay trực tiếp tại xưởng sơn đồ thờ của chúng tôi, xưởng sơn cuốn thư câu đối Hoành Phi, sơn son thêm vàng rất nhiều để cho quý vị lựa chọn. Trong clip trước chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều rồi, cả ngựa thờ cũng như khám thờ và bàn thờ. Gần đây chúng tôi giới thiệu thêm cả về tượng thờ nữa. Quý vị hãy liên hệ theo hai số hotline truyền hình 0986883349 hoặc 0985226684. Quý vị có thể đặt hàng online. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ đặt đồ thờ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo. Chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một vài mẫu mới.